Bản tin tối 21 tháng 6 Nga tuyên bố bắn hạ 100 UAV của Ukraine Trực thăng Nga rơi ở vùng Viễn Đông Hàn Quốc triệu đại sứ Nga để phản đối hiệp ước giữa Moscow và Bình Nhưỡng Trung Quốc đe dọa tử hình những người ly khai Đài Loan Thêm một công trình động phụ ở Trung Quốc Ga tàu điện ngầm ở thành đô đang xây thì sập Việt Nam kêu gọi Trung Quốc, Philippines kiềm chế tối đa trên Biển Đông. Quý vị đang theo dõi bản tin tối thứ 6 ngày 21 tháng 6 của DKN Thời sự. Ngay sau đây sẽ là phần nội dung của bản tin. Ngày 21 tháng 6, chính quyền Nga thông báo Nước này đã hạ hơn 100 UAV của Ukraine tấn công vào Crimea, Krasnodar Krai và Volgograd, khiến ít nhất một người thiệt mạng và sáu người khác bị thương. Trước đó, các kênh telegram của Nga đưa tin rằng các đám cháy đã bùng phát tại sân bay quân sự yes ở Krasnodar Krai và nhà máy lọc dầu LIA sau một cuộc tấn công bằng UAV. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 70 UAV đã bị bắn hạ ở Crimea, 43 phi cơ ở Krasnodar Krai và một phi cơ ở Volgograd. Và phía Nga tuyên bố thêm rằng USV đã bị phá hủy ở khu vực phía tây bắc của Biển Đen. Theo báo cáo sơ bộ của cảnh sát địa phương, cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Lia đã gây ra một vụ hỏa hoạn rộng 50m2 tại địa điểm tấn công và làm hai người bị thương. Trong những tháng gần đây, lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng UAV nhằm mục đích gây thiệt hại trong ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, vốn rất quan trọng để duy trì cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Trong một động thái khác, truyền thông nhà nước Nga TASS ngày 21 tháng 6 trích dẫn các nguồn tin cho biết một chiếc trực thăng Robinson R-66 đã bị rơi tại tỉnh Amu của Nga. Theo dữ liệu sơ bộ, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 20 tháng 6, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Cục Điều tra Liên vùng phía đông của Ủy ban Điều tra Giao thông cho biết, thông tin về số nạn nhân đang được làm rõ. Tát đưa tin, chiếc trực thăng cất cánh từ một cơ sở chế biến gỗ đến từ một khu vực gần sông Zeltula ở tỉnh Amu. Phi cơ đã không đến đích và một cảnh báo vô tuyến khẩn cấp đã được gửi đi ngay sau đó, cho biết địa điểm trực thăng rơi. Truyền thông Tát viết rằng, theo các báo cáo của phương tiện truyền thông phi công và ba hành khách đều đã tử vong sau hơn một ngày tìm kiếm. Tỉnh Amu nằm ở viễn đông của Nga trên biên giới với Trung Quốc, cách biên giới Ukraine hơn 5.000 km. Đã có một số trường hợp phi cơ trực thăng và phi cơ của Nga bị rơi trong cuộc chiến tranh toàn diện với Ukraine. Ngành công nghiệp hàng không của Nga bị ảnh hưởng nặng nề do lệnh trừng phạt của phương Tây, thường thiếu các linh kiện cần thiết để bảo dưỡng phi cơ. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết họ đã triệu tập đại sứ Nga để phản đối hiệp ước giữa Nga và Triều Tiên, được ông Putin và ông Kim Jong-un ký kết tại Bình Nhưỡng trong tuần này. Một nhân chứng của hãng thông tấn Reuters nhìn thấy vị đại sứ Nga vào tòa nhà của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào chiều thứ Sáu. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Hàn Quốc, ông Kim Hong Kyun, đã truyền đạt lập trường của Seoul về hiệp ước và hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên cho ông Georgi Zinoviev, đặc phái viên hàng đầu của Nga tại Seoul. Ông Kim nói với đại sứ Zinoviev rằng, sự hỗ trợ quân sự của Nga cho Triều Tiên gây tổn hại đến an ninh của Hàn Quốc và chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực đến quan hệ giữa Seoul và Moscow. Ông Kim cũng thúc giục Nga hành động có trách nhiệm. Đại sứ quán Nga tại Seoul trích lời ông Zinoviev nói rằng, những nỗ lực đe dọa Nga là không thể chấp nhận được. Cơ quan ngoại giao này cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ngay sau khi ông Zinoviev bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Đại sứ nói rằng sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không nhằm vào một quốc gia thứ ba. Ngày 21 tháng 6, phía Seoul tuyên bố rằng Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho tae và người đồng cấp Hoa Kỳ Antony Blinken đã lên án hiệp ước này là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định khu vực. Trong một cuộc điện đàm vào ngày 20 tháng 6, hai vị quan chức cũng đã thảo luận về cách ứng phó với hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ông Blinken cho biết Hoa Kỳ ủng hộ các phản ứng của Hàn Quốc đối với các mối đe dọa an ninh. Theo hiệp ước, Moscow và Bình Nhưỡng cho biết, mỗi quốc gia sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự ngay lập tức nếu một trong hai bên phải đối mặt với hành vi xâm lược có vũ trang. Ngoại trưởng cho nói rằng, bất kỳ sự hợp tác nào nhằm giúp tăng cường năng lực quân sự của Triều Tiên đều là hành vi vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ông Cho cũng đã điện đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa. Cả hai đều bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về hiệp ước giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Ngày 20 tháng 6, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chang Ho Chin cho biết Seoul sẽ xem xét khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine để đáp trả hiệp ước mang tính bước ngoặt này. Phản ứng trước thông tin trên, Tổng thống Nga Putin nói rằng Hàn Quốc sẽ phạm phải một sai lầm lớn nếu quyết định cung cấp vũ khí cho Ukraine và Moscow sẽ đáp trả một động thái như vậy theo cách có thể gây tổn hại cho Seoul. Ông Putin nói, tôi hy vọng điều này sẽ không xảy ra và nếu nó xảy ra, chúng tôi cũng sẽ đưa ra những phản ứng phù hợp, khó có thể làm hài lòng giới lãnh đạo hiện tại của Hàn Quốc. Chuyển sang những tin tức liên quan đến Trung Quốc. Trung Quốc đe dọa tử hình những người ly khai Đài Loan. Ngày 21 tháng 6, Trung Quốc đe dọa sẽ áp dụng án tử hình đối với những người ly khai Đài Loan cứng đầu, mặc dù tòa án Trung Quốc không có thẩm quyền đối với quốc đảo dân chủ này. Theo hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã, các hướng dẫn mới của chính quyền Bắc Kinh nêu rõ tòa án, công tố viên, cơ quan an ninh nhà nước và công chúng của Trung Quốc phải trừng phạt nghiêm khắc những người cứng đầu ủng hộ Đài Loan độc lập vì cái gọi là chia cắt đất nước. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức người bị Bắc Kinh dán nhãn là kẻ ly khai, đã nhiều lần đề nghị đàm phán với Trung Quốc nhưng đã bị từ chối. Ông nói rằng chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ. Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp pháp lý chống lại các quan chức Đài Loan trước đây, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với bà Tiêu Mỹ Cầm, đại diện của Đài Loan tại Hoa Kỳ và hiện là phó tổng thống của quốc đảo này. Những hình phạt như vậy ít có hiệu quả thực tế vì tòa án Trung Quốc không có thẩm quyền tại Đài Loan, nơi chính quyền bác bỏ các tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh. thêm một công trình động phụ ở Trung Quốc, ga tàu điện ngầm ở thành đô đang xây thì sập. thưa quý vị, một nhà ga tàu điện ngầm đang được xây dựng tại thành phố Thành Đô, phía tây nam Trung Quốc đã sụp đổ vào sáng sớm ngày 21 tháng 6, tạo ra một hố tử thần lớn trên đường phố thuộc khu du lịch và thương mại nổi tiếng. Tổng công ty xây dựng đường sắt Thành Đô cho biết, không có thương vong nào trong vụ tai nạn. Sự việc xảy ra sau khi hai đường ống dẫn nước vỡ tại hố thi công tàu điện ngầm. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cũng đã phát sóng cảnh quay về hố sụt, mà nhân viên cứu hộ nói với các phương tiện truyền thông địa phương rằng sẽ không gây nguy hiểm cho sự an toàn của các tòa nhà xung quanh. Khu vực này thường thu hút du khách đến chiêm ngưỡng những cây bạch quả lâu năm. Tuyến tàu điện ngầm số 13 của Thành Đô dự kiến khai trương vào năm 2025 với 21 nhà ga ngầm. Cuộc chạy đua đô thị hóa và sự tắc trách của giới chức Trung Quốc đã khiến nhiều công trình nhà ở và cơ sở hạ tầng lớn tại Trung Quốc không đạt chất lượng, khiến nước này nổi tiếng thế giới với những công trình động phụ, đang xây thì bị sụp, thậm chí vừa xây xong cũng bị sụp. Không ít người dân Trung Quốc đã bị thương và mất mạng bởi những sự cố như vậy. Chuyển sang phần tin cuối. Kính thưa quý vị, ngày 21 tháng 6, Việt Nam kêu gọi Trung Quốc và Philippines kiềm chế sau khi có thông tin về vụ va chạm giữa tàu công vụ hai nước ở bãi cỏ Mây. Việt Nam theo dõi chặt chẽ và quan ngại sâu sắc trước những thông tin về sự việc diễn ra ngày 17 tháng 6 tại khu vực bãi cỏ Mây giữa Philippines và Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Phạm Thu Hằng nói hôm nay, khi được đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế Philippines ở bãi cỏ Mây, Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế tối đa, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa của quốc gia ven biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Việt Nam cũng đề nghị các bên thực hiện nghiêm túc và đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC. Giới chức Philippines ngày 18 tháng 6 cho biết một số thành viên lực lượng hải cảnh Trung Quốc đi xuống cao tốc đã cản trở xuồng hải quân nước này làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, nước và vật tư tiếp tế cho binh sĩ trên tàu chiến cũ BRP Seramandi, được Manila sử dụng như tiền đồn ở bãi cỏ mây một ngày trước đó. Philippines cho hay xuồng hải quân Trung Quốc đã có hành vi nguy hiểm, trong đó có đâm và lai dắt, khiến ít nhất 8 thủy thủ Philippines bị thương, trong đó một người mất ngón tay cái hai sùng cao su bị hải cảnh Trung Quốc kéo đi và sau đó bỏ lại trong tình trạng hư hỏng. Trong khi đó, hải cảnh Trung Quốc cáo buộc Philippines hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự việc. Họ cho biết một tàu Philippines phớt lờ những cảnh báo liên tục và tiếp cận một cách nguy hiểm. Thiếu chuyên nghiệp, tàu Trung Quốc đang di chuyển bình thường, dẫn đến va chạm. Thưa quý vị, bản tin tối của DKN Thời sự đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin ngay sau đây